Với tình hình gia đình mình hiện nay, sự nghiệp trái cây là sự lựa chọn tốt nhất. Những gì anh nói em đều hiểu, nhưng nếu anh đến sự nghiệp trái cây, chẳng phải hai người sẽ sớm tối bên nhau sao? Em sẽ có cảm giác tự tay dâng anh cho cô ta. Tiểu Bạch, anh mong em lý trí hơn một chút. Anh vì gia đình chúng ta, chỉ có công việc thuận lợi thì anh mới có thể bảo vệ được gia đình chúng ta. Quan trọng hơn là phải nghĩ cho con chúng ta, như vậy mới có tương lai tốt đẹp được, đúng không? Trong nhà giờ cũng không đến mức cơm không có mà ăn. Việc anh đến sự nghiệp trái cây cũng chỉ là một sự lựa chọn, chứ không phải là bắt buộc. Em cũng có thể kiếm tiền, cũng có thể nuôi gia đình mà. Anh là đàn ông. Nuôi gia đình là việc mà đàn ông cần phải làm. Rõ ràng là em biết anh và Triệu Kim Tử không có quan hệ gì, tại sao em cứ phải giận dỗi như vậy? Tiểu Bạch mà anh biết đâu có cố chấp như vậy, không nói lý lẽ như vậy, tại sao lại biến thành thế này? Đúng vậy, em cố chấp, em không nói lý lẽ đấy. Trong chuyện này em không có lý gì để nói. Trong mắt em không chấp nhận Triệu Kim Tử. Nếu anh nhất quyết đi, chúng ta sẽ ly hôn. Còn nữa, em không phải là Triệu Kim Tử. Với tình hình kinh tế của chúng ta hiện giờ, em không dùng nổi lọ nước hoa này đâu. Trả lại đi. Đây là quà anh tặng em. Em muốn trả lại sao? Em đang cho con bú, không thể dùng nước hoa. Không biết mình nên đi đâu. Có lẽ đối diện với những ký ức đó, thực sự không có dũng khí. Tại sao lại yêu anh, từ đầu đến cuối bỏ quên nỗi đau? Mỗi lần tới đêm khuya yên tĩnh, em thường tự hỏi mình, không tin rằng giữa chúng ta, chia tay không chỉ là đôi ba lời nói. Một mình em phải giải bài tập tình yêu. Quản Nhất Hạc, vẫn chưa tan làm sao? Sao anh lại ngồi đây một mình? Bất chi bất giác lại tới đây. Vừa cưới không lâu, lại còn làm bố. Lúc này anh nên ở nhà cùng Tiểu Bạch chăm con mới phải chứ. Quả nhiên là không có gì giấu được cô cả. Tôi có thời gian 5 phút. Chúng ta nói chuyện thôi. Tôi tin lời đồn về tôi ở Phong Thịnh luôn không dứt. Đúng vậy. Đúng là công việc của tôi ở công ty mới không được thuận lợi. Không phải anh có nhiều sự lựa chọn hơn sao? Đúng là có sự lựa chọn tốt hơn. Nhưng vì một lý do riêng, Tiểu Bạch không muốn tôi qua đó. Lý do riêng ư? Có đào hoa ư? Cô ngày đầu gặp tôi sao? Quản Nhất Hạc trong ấn tượng của tôi là người xử lý bất cứ việc gì cũng nghiêm túc, bao gồm cả chuyện tình cảm. Sao Quản Nhất Hạc bây giờ lại thay đổi như vậy? Quản Nhất Hạc lúc trước chỉ cần đi làm sẽ là người đàn ông tỏa sáng, bởi vì anh luôn biết mình muốn gì và cần làm gì. Khổ nỗi, anh hùng cũng có lúc thất thế. Anh hùng sở dĩ được gọi là anh hùng vì kiên trì và phán đoán hơn người và phải biết nên bỏ lại cái gì. Đã hết 5 phút, còn có rất nhiều việc đang chờ tôi. Tôi chẳng có quyền nói về hôn nhân. Nhưng nếu anh có thể đứng trên lập trường của người phụ nữ mà nghĩ xem, có lẽ anh sẽ thấy thế giới và vấn đề sẽ nhỏ hơn. Thực ra là vì quan tâm nên mới thế. Thank you.
Sao đi làm sớm thế? Chưa ai tới cả. Có việc quan trọng mà. Chúc mừng Tiểu Bạch, cảm ơn, chúc mừng, cảm ơn. Em bé xinh quá. Mọi người thấy em bé có giống chị Tiểu Bạch không? Giống, giống lắm. Cảm ơn chị Tiểu Bạch. Em bé xinh quá, cảm ơn mọi người, xinh quá, đáng yêu quá, cảm ơn cả nhà. Đáng yêu quá, càng nhìn càng yêu, vậy sao, giống không? Rất giống, chị nhìn cái mặt này đáng yêu quá. Chào chị Mary. Xin chào. Cảm ơn mọi người làm việc đi. Được, chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn chị Tiểu Bạch, được được, cảm ơn Tiểu Bạch, chúc mừng chị, cảm ơn. Diệp Tiểu Bạch, cô vào đây một lát. Chị Mary, mời chị trứng gà hỉ. Đây là trứng gà mà mẹ chồng em mua ở quê lúc em ở cữ. Rất sạch sẽ, không có chất hóa học. Chị có thể đem về cho con trai ăn. Cảm ơn cô, mấy khi cô lại có lòng như vậy. Đã đến rồi, chúng ta hãy cùng nói về vị trí của cô. Cô hãy đến bộ phận hành chính đi. Em sẽ không chuyển đi, em sẽ ở lại tổ làm công việc trước kia của em. Em biết nói vậy sẽ khiến chị khó xử. Dù em đang trong thời gian cho con bú, nhưng em thật sự không cần bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào. Tôi không biết cô nghĩ thế nào. Với cường độ công việc của tuyến đầu, nếu cứ cố làm, đều không tốt cho cô và công ty. Không đâu. Em đã không còn là người mới đi làm. Em biết mình đang làm gì, cũng biết con đường này không dễ đi. Nhất định em sẽ nhân mấy tháng này thay đổi cách suy nghĩ của mọi người về em. Nếu giờ chị không tin em có thể đảm nhận công việc của tổ 1, thì với kỳ hạn của nghỉ thai sản, nếu em kéo chân mọi người, em sẽ rời đi. Sao cô lại có thể tự tin như vậy? Tôi cũng chỉ là vì tốt cho cô. Nếu cô đã kiên quyết như vậy, thì tôi sẽ cho cô thời gian 3 tháng. Đừng để tôi thất vọng. Cô ra đi. Cảm ơn chị Mary. Chị cũng ghê quá đấy. Phát trứng gà hỉ cho cả công ty. Sợ người khác quên mất chị sinh con ở Phong Thịnh ư? Lần này cũng coi như cuộc chiến sinh tử rồi. Đúng rồi, chị nói gì với Mary thế? Sao chị ấy lại đồng ý không điều chị đi đến phòng hành chính nữa? Cũng coi như đưa ra quân lệnh đi. Nói thật, chị cũng chỉ mong được chăm con. Nhưng chờ nghỉ thai sản xong, thì chị không thể xác định giá trị của mình ở Phong Thịnh nữa. Vậy thì phải trực tiếp xông vào và chiến đấu thôi. Em thấy đấy. Tính ra chị với Nhất Thạc làm trong làm ngoài cho Phong Thịnh cộng lại cũng gần 10 năm rồi. Cạnh tranh trong ngành đúng là tàn khốc. Dù là đi làm, nhưng có con nhỏ thì làm việc cũng sẽ vất vả hơn. Cùng lắm thì lại sinh đứa nữa. Em đừng có mà chửi ếm chị. Anh nghỉ việc ư? Nghỉ việc sao anh không nói với em? Có phải anh đồng ý với bố em rồi không? Ừ. Anh cũng chẳng thành thật gì cả. Anh đi rồi, chẳng phải còn lại mỗi mình em sao? Hôm nay tôi cũng vừa mới quyết định. Tôi biết thời gian tôi phải đi sự nghiệp trái cây có thể cũng chỉ sớm hơn em chưa tới 3 tiếng đồng hồ. Buổi tối ăn gì? Em chọn thoải mái đi. Được đấy, tốt quá. Em sẽ đi viết đơn xin nghỉ ngay. Cái gì? Kim Tử, em có làm việc ở Thắng Lợi Kim Phục không? Không phải do tôi. Em đừng làm loạn. Đúng, đúng, đúng. Em làm việc ở đâu chẳng liên quan gì tới anh. Em cũng không làm loạn. Em chỉ muốn học hỏi anh. Dù sao thì cũng không cần phải nộp học phí. Tạm biệt. Em tin là anh không có ý gì với Triệu Kim Tử. Nhưng nếu anh đi sự nghiệp trái cây, chẳng phải hai người sớm tối bên nhau sao? Em sẽ có cảm giác tự tay tặng anh cho cô ta. Anh chuyển phát nhanh, chờ tôi một lát, tôi xuống ngay đây.
tên đặt cho cháu. Quản Đại Ân, Quản Phi. Quản Hoa Vũ, Quản Chi Du. Tới đây, tới đây, tới đây. Chào cô, kiện hàng của cô, cho cháu xem mã xác nhận. Được, cậu chờ một chút nhé. Cho cậu xem. Cậu xem có phải cái này không? Đúng rồi ạ, của cô đây. Cảm ơn cậu, không có gì ạ. Tạm biệt. Hai chúng ta quyết định cũng không ăn thua gì. Hai đứa nó mà không đồng ý thì cũng không được. Dù gì thì tôi thấy tôi có thể mặc kệ chuyện khác, nhưng chuyện đặt tên thì tôi phải tham gia. Hơn nữa, tôi là giáo viên ngữ văn, đợi cháu lớn rồi, hỏi bà ngoại, nói bố mẹ sao lại đặt cho cháu cái tên khó nghe như vậy? Sao chị có thể mặc kệ được? Tôi biết ăn nói làm sao? Vậy tên là Quản Chi Thu. Đây là tên nhất hạc chọn đấy. Đã hay lại còn nhã. Nhã cái gì? Thu thu. Gọi là thu thu khó nghe lắm. Tôi thấy không được đâu. Thế gọi là khai tâm cao hứng, thông tục với chả tao nhã. Đặt tên không thể theo xu thế thịnh hành, chị hiểu không? Tôi thấy nên gọi là bằng bột. Tôi cảm thấy lấy hài âm trong phát triển mạnh mẽ, còn có bằng trong đại bàng giang cánh, khí thế vang dội. Đứa bé. Sếp Triệu, thật không ngờ ông lại đường xá xa xôi đích thân qua ký hợp đồng với tôi. Có anh tham gia, sự nghiệp trái cây của chúng tôi nhất định sẽ như hổ thêm cánh. Tôi có đi một chuyến cũng đáng. Sếp Triệu của chúng ta đúng là người nôn nóng vì người tài. Chỉ sợ chúng tôi bỏ lỡ lúc này, anh lại bị công ty khác nẫng đi mất. Sếp Quản, đây là hợp đồng, anh có thể cầm về xem. Được, cảm ơn. Trước kia lúc tôi còn làm ở ngân hàng tiền tệ khu Đại Trung Hoa, đã nghe danh tiếng của anh từ lâu. Lần này được làm việc dưới chức của anh, xin hãy chỉ bảo nhiều hơn. Sau này chúng ta là đồng nghiệp, không cần khách sáo như vậy, hợp tác vui vẻ. Chúc sự nghiệp trái cây của chúng ta làm ăn ở Thâm Quyến, chuẩn bị và tái đầu tư thuận buồm xuôi gió, thuận buồm xuôi gió. Nhất Hạc, sao Tiểu Bạch không đến? Hôm nay cô ấy phải tăng ca. Có phải cô ấy vừa mới sinh con không? Sao lại tăng ca? Sau này anh đến sự nghiệp trái cây cũng bận rộn. Cô ấy không làm việc cũng được mà. Ở nhà làm nội trợ tốt biết bao. Người xưa đã nói rất hay. Trai cày gái dệt, ý nói nam lo đối ngoại, nữ đối nội, lời này rất có lý. Vâng, thưa bố, con cũng sẽ không dệt vải đâu, con muốn đi làm. Bố sắp xếp vị trí nào cho con thế? Bố thấy con chơi ở Thâm Quyến cũng đủ rồi, đừng ở đây làm loạn nữa. Hai ngày nữa, theo bố về Lang Sơn. Không đâu, khó khăn lắm mới cướp được người về cho bố. Thời gian qua, con phải nằm gai nếm mật ở Thâm Quyến. Bố không thể cứ thế nói đá con là đá con. Con vì sự nghiệp trái cây của bố đã bỏ bao công sức, loại bỏ chướng ngại vật, lập chiến công hiển hách. Vậy con nói xem, bố nên sắp xếp vị trí nào cho con đây? Con làm trợ lý cho sếp Quản. Được, con làm trợ lý cho sếp Quản nhé. Được ạ, con cảm ơn bố. Sếp Quản thế nào? Không vấn đề gì ạ. Nào, uống rượu thôi. Tôi muốn... Muốn điều Vương Nguyệt Nguyệt đi, tại sao lại làm như vậy? Quy định tránh liên quan người thân chẳng phải chỉ dành cho cán bộ cấp cao sao? Thay đổi rồi, Vương Nguyệt Nguyệt cũng không làm gì sai, như vậy không công bằng với cô ấy. Quy định mới của công ty,
Lẽ nào Diệp Tiểu Bạch cô lại không định tuân thủ sao? Sao con lại về muộn thế? Quả quả tỉnh dậy khóc xong lại ngủ tiếp đến mấy lần rồi. Muốn tìm mẹ kia kìa. Nhất Hạc đâu ạ? Vẫn chưa về ư? Chưa về. Nhất Hạc. Sao con lại uống nhiều như vậy? Chỉ một chút thôi mà. Từ từ thôi nào. Được rồi, mau về phòng đi. Thật là... chậm thôi. Các con từ sau khi thay đổi công việc thì chưa từng được yên ổn. Tiểu Bạch, tối nay chắc nó sẽ ngáy. Mẹ bế cháu sang chỗ mẹ ngủ nhé. Vâng ạ. Thế mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Con sẽ chăm sóc Nhất Hạc. Được, tối có gì gọi mẹ nhé. Anh không thể về sớm hơn à? Hay là hai chúng ta lập lịch trực được không? Nói với em một việc tốt, đáng để chúc mừng. Sao cơ? Châu thắng lợi tăng lương cho anh à? Anh ta mà tăng lương cho anh ư? Anh chẳng làm nổi trò trống gì. Vậy thì chuyện tốt gì thế? Em thấy gần đây không xảy ra chuyện gì đã là chuyện tốt rồi. Tiểu Bạch, em đoán xem là chuyện tốt gì? Có gì mà đoán? À phải rồi, Nhất Hạc, anh có nhớ quy định tránh có người thân ở Phong Thịnh là chỉ dành cho quan chức cấp cao không? Em liều mạng ở lại tổ 1, nhưng không biết công ty đã sửa quy định này từ lúc nào. Hôm nay bộ phận nhân sự tới tìm em, nhắc nhở quan hệ của em với Nguyệt Nguyệt. Em cảm thấy lần này có thể đã liên lụy Nguyệt Nguyệt rồi. Anh thấy em có... sổ tay nhân viên Phong Thịnh. Mau đi đi, tôi ăn nói vụng về, nói không hay. Tôi không nói đâu, chị không nói lát nữa ăn xong thằng bé sẽ đi đấy. Chị nhìn xem mấy giờ rồi. Không được, không được. Tôi không được, tôi không được. Chị nói đi. Chị nói đi. Nhất Hạc, mẹ có chuyện cần nói với con. Mẹ nói đi. Chính là về tên của quả quả. Mẹ với mẹ vợ con đã chọn mấy cái tên. Vậy sao? Đúng vậy, Nhất Hạc. Mẹ thấy cái tên bằng bột cũng hay. Còn có hồng hộc. Mẹ và mẹ con đều thấy rất thích. Vậy hai mẹ bàn với Tiểu Bạch đi, con nghe Tiểu Bạch. Việc lớn như vậy, con phải quyết định chứ. Đúng đấy, con phải quyết định. Con nghĩ đã. Con nghĩ đã rồi nói với hai mẹ. Con đi nhé. Thằng nhóc thối này. Tiểu Bạch. Mẹ, con không kịp rồi, quả quả vẫn chưa ăn no lắm. Đợi lát nữa mẹ lấy sữa trong tủ cấp đông, rồi làm ấm lên cho cháu ăn hộ con nhé. Mẹ biết rồi, Tiểu Bạch. Quả quả sắp phải đăng ký hộ khẩu rồi. Mẹ với mẹ con đã chọn mấy cái tên rồi, con xem rồi quyết định đi. Đúng đấy, phải quyết định nhanh đi. Chờ tối con về rồi nói nhé. Mẹ ơi, con đi đây. Kim Tử, vâng, mấy số điện thoại hôm qua tôi đưa, em đã liên lạc chưa? Đã liên hệ rồi, một số nói có thể đến phỏng vấn, một số thì từ chối. Việc này đáng lẽ phải làm xong từ hôm qua rồi. Thế này, em liên hệ với trang mạng tuyển dụng, báo giá với bọn họ. Công việc đơn giản như lễ tân, cứ tìm trên mạng, nhân sự và tài vụ quan trọng, bắt buộc phải liên hệ với Eric. Ngoài ra, Quay là kẻ săn đầu người rất tốt trong ngành này, đừng đừng chờ đã xếp quản. Ngại quá, anh có thể nói chậm lại không?
Em chưa kịp ghi. Đưa tôi bổ sung cho. Thật ngại quá, tiếng Anh của em không tốt lắm. Anh nói những từ chuyên nghiệp quá. Xin lỗi, em biết công việc chưa làm tốt. Không sao. Cà phê của anh hết rồi, em lấy thêm cho anh nhé, không cần đâu. Quả nhiên là đàn ông chăm chú làm việc là có sức hấp dẫn nhất. Trong lòng em, anh vẫn là quản quản tài giỏi nhất. Mặc dù bây giờ em chỉ có thể gọi anh là giám đốc quản thôi. Giám đốc quản đến nhà em làm việc đi. Mặc dù công ty chúng ta bây giờ đang ở thời kỳ khởi nghiệp, nhưng cũng không thể cứ lăn lộn mãi ở quán cà phê được. Ở đây, người qua người lại, lỡ lộ ra bí mật thương nghiệp gì thì phải làm sao? Chuyện em lo lắng cũng thật kỳ lạ. Em định cứ mãi như thế này, lênh đênh trôi nổi không mục đích sao? Sao lại có thể lênh đênh chứ? Thời gian này em đi theo anh, cảm thấy mình đã biến thành người khác. Trước đây chưa từng như vậy. Hơn nữa, ngày nào em cũng đọc sách. Kim Tử, người tôi cần bây giờ là người chuyên nghiệp hiểu biết bối cảnh để làm trợ thủ. Không phải bây giờ xem sách là có thể làm được. Cho dù là một chiều hay tổng hợp, với năng lực hiện nay của em, nói thật là còn chưa được tới 40 điểm. Em có thể học. Em bắt đầu học anh từ đầu vẫn kịp đúng không? Phải. Bố em là Triệu Phúc Thành tài giỏi. Làm tốt cũng được, không tốt cũng chẳng sao. Cuối cùng cũng có núi dựa là bố em. Nhưng em muốn thoát khỏi bố em. Thời gian này em rất cố gắng trong công việc. Em theo học anh, em cảm thấy rất phong phú. Bây giờ em đã thích ngành tiền tệ. Em cảm thấy rất thú vị. Em cảm thấy thú vị là vì em chưa từng làm gì cả. Sao em có thể chưa từng làm gì chứ? Thời gian này em luôn theo anh tăng ca, còn nhiều hơn cả thời gian em tăng ca trong 20 năm qua. Cho nên điều này đã vượt quá khả năng của em rồi. Trong lĩnh vực này của chúng ta, nhiều nhất là em chỉ là đến nghỉ phép. Em đã từng thử thức trắng đêm, họp qua đêm, tối làm dự án, sáng uống cà phê để còn tiếp tục họp, một tuần ngủ chưa tới 20 mấy tiếng. Nếu em đã trải qua rồi, em sẽ không cảm thấy có gì thú vị cả. Em không tin, một tuần ngủ chưa tới 20 mấy tiếng, thế còn là người sao? Anh lừa em gì chứ? Tất cả kinh nghiệm làm việc của em chỉ là ở công ty Thắng Lợi Kim Phục, nơi đó không hề chính quy, không hề chuyên nghiệp. Thời gian tôi làm ở Phong Thịnh trước kia, một tuần nếu có thời gian ngủ 28 tiếng đã là được coi là nghỉ phép rồi. Bây giờ sự nghiệp trái cây chi nhánh Thâm Quyến của chúng ta có lượng lớn nhiệm vụ, tái phối hợp đầu tư tiền tệ giữa bộ phận mới và công ty mẹ. Cộng lượng công việc lại, tuyệt đối không ít hơn lúc tôi ở Phong Thịnh. Em thật sự có thể ứng phó nổi không? Sao em cứ cảm thấy anh giống bố dạy em hồi nhỏ vậy nhỉ? Xin lỗi. Tôi thật sự không mong em tiếp tục phí thời gian như thế. Tất nhiên em nói đúng. Em có bố em. Cuộc đời của em hối hận lúc này đều vẫn kịp. Về điểm này, đã thắng rất nhiều người rồi. Không, nói gì thì nói, anh không thể xỉ vả người ta được. Tôi chẳng có lý do gì để xỉ vả em. Tôi chỉ mong em có thể suy nghĩ cho kỹ. Tôi sắp phải họp với anh Trần rồi. Em cứ tiếp tục đi. Sếp quản, anh đừng từ bỏ em. Chỉ cần anh dặn dò, em đảm bảo sẽ hoàn thành. Em thật sự sẽ làm tốt. Xin hãy tin em. Không sao đâu, em muốn làm gì cứ làm đấy. Tôi đi đây. Đứa bé này bảo chúng nó đặt cái tên thôi mà cũng không lên tiếng. Thanh niên bây giờ có quan niệm khác với chúng ta.
Tôi cảm thấy cái tên Hồng Hộc khá tốt, vừa khí phách vừa hay. Sau này tôi nghĩ lại, Hồng Hộc thì khí phách, nhưng cái tên này khó viết quá. Lúc cháu nó đi học lớp 1, tự viết tên mình, nếu viết sai thì xấu hổ lắm. Hơn nữa, chị thấy phức tạp như thế, thầy giáo cũng chẳng muốn gọi cháu lên trả lời câu hỏi. Tôi cảm thấy hay là gọi Bằng Bột, đại chúng dễ hiểu, lại vừa dễ nghe, vừa dễ đọc. Chị cứ để chúng nó quyết định đi. An cư lạc nghiệp. Sao em đến giờ này không đi làm à? Không làm nữa. Anh họ anh đánh ông chủ nghỉ việc. Em còn ở lại đó làm gì? Hả? Không phải chứ. Anh Hạc nghỉ việc rồi à? Thì em cũng không đi làm nữa sao? Tin tức của anh Hạc, anh còn phải nghe từ người khác. Xin chào. Chào anh. Chào anh. Có thể giúp gì cho anh ạ? Tôi đi ngang qua đây, vào xem thế nào. Đây là giám đốc của chúng tôi. Danh sách nhà cho thuê trong tay anh ấy nhiều lắm, tư liệu hình ảnh đều có hết. Thế cô làm gì vậy? Tôi cũng làm việc ở đây. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ. Được được. Mời ngồi. Được, vậy cứ như thế. Tôi quay về liên hệ với chủ nhà, sau đó hẹn thời gian gặp với anh. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau bàn bạc. Được được, cảm ơn. Không có gì. Cảm ơn. Tạm biệt, cảm ơn. Anh đi thong thả. Tạm biệt. Được lắm cô gái. Căn phòng này của anh giá quá cao, lại không phải nhà sang trọng. Cao không tới, thấp không thông, cứ bị kẹt mãi. Em vừa ra sân đã giúp tôi làm được vụ này. Có biết vấn đề ở đâu không? Anh đấy, thua ở khí chất. Khí chất anh quá tốt. Anh thôi đi. Cái cà vạt này của anh trên mạng bán 100 đồng 4 cái. Chỉ một cái cà vạt này có thể trực tiếp đưa anh xuống mương. Đàn ông cũng phải chú trọng khí phách, đúng không? Ăn diện, ít nhất người bên cạnh anh cũng có thể vui mắt, vui tai. Được rồi. Đối xử với em tốt một chút. Sau này quần áo của anh cứ giao hết cho em, được không? Được, giao cho em, giao cho em. Chúng ta nói thế này, hiện giờ em cũng đã nghỉ việc lễ tân đúng không? Hay em quay lại làm môi giới với anh? Anh biết em cũng không thiếu tiền, mặc dù chúng ta kiếm được ít tiền, nhưng làm việc cũng vui đúng không nào? Anh tặng em một chiếc xe điện, chúng ta lập đội bán phòng, lập đội tư nhân, tự tại biết bao, đúng không? Nghe cũng không tồi. Đúng. Nhưng mà em còn có việc quan trọng khác muốn nhờ anh. Còn có việc quan trọng gì vậy? Cao ốc, văn phòng. Tình hình là thế này. Nhất Hạc đã đồng ý với bố em tới công ty làm phó giám đốc của ông ấy rồi. Cho nên bọn em định mở chi nhánh ở Thâm Quyến. Hai người ư? Đúng rồi. Kể từ giờ về sau, em chính là trợ lý của phó tổng giám đốc công ty. Ngầu không? Ngầu ngầu. Anh nói xem, một người ngoài ngành như em trải qua sự cố gắng không ngừng của mình. Từ một lễ tân nhỏ bé của giới tài chính, từng bước thăng chức lên phó tổng giám đốc. Trợ lý, từ nay về sau, cuộc đời của em đã bước lên một đỉnh cao. Sao hả? Bling. Chỗ này cần bling, 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 bling. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Nghe nói anh đã tới sự nghiệp trái cây. Sao hả? Còn làm phó tổng giám đốc? Gì cơ? Quản Nhất Hạc là lãnh đạo của anh. Đây là việc tốt. Vậy được, anh cứ làm việc đi nhé. Khi nào rảnh, chúng ta hẹn nhau ăn cơm. Diệp Tiểu Bạch, được đấy.
Chị xem đống nước này, chị không đóng tủ lạnh sao? Tôi đóng rồi mà. Hả? Vậy tủ lạnh kia không làm lạnh, hết flo rồi chứ? Làm lạnh, làm lạnh vẫn tốt mà. Không sao. Sữa hỏng hết rồi. Quả quả không thể ăn được. Sao lại hỏng hết thế này? Nhiều sữa thế này mà lại không uống được. Vậy quả quả đói thì phải làm sao? Vậy mau gọi điện cho Tiểu Bạch để con bé nhanh chóng vắt sữa. Chị bảo số sữa này quả quả ăn hết rồi. Đừng nói đứa bé chịu khổ, chúng nó lại trách hai chúng ta đấy. Alo, mẹ à? Tiểu Bạch, có chuyện rồi. Chuyện gì vậy mẹ? Tủ lạnh của chúng ta hỏng rồi. Tủ lạnh hỏng, vậy thì tìm người sửa thôi ạ. Nhưng sữa hỏng rồi, hỏng thì cũng hỏng rồi. Con, mẹ đừng cho quả quả ăn nữa. Lát nữa con sẽ hút thêm gửi về nhà. Vậy con mau lên nhé. Vâng, mẹ đừng nói nữa, con đang bận. Được, con chào mẹ. Chị nghe nói về quy định mới của công ty chưa? Người thân với nhau không được ở cùng một tổ sao? Em vừa nghe đồng nghiệp bên nhân sự nói công ty đang nghiên cứu điều một người trong hai chị em mình đi. Đây chẳng phải là nghĩ cách để điều chị đi sao? Nguyệt Nguyệt, chị cũng không biết Mary sẽ làm như vậy. Nhưng cụ thể ai bị điều đi thì còn phải quan sát một chút. Chị muốn nói là người đi là em sao? Chị, quy định này lập ra do chị, nhưng trước kia đúng là không thông báo chính thức mà đột xuất. Như vậy không phải em không theo được hết dự án Hâm Hà sao? Không phải. Chuyện gì vậy? Chị cô lần này cũng là lội ngược dòng. Cô ấy không nói với cô sao? Chị ấy không nói gì cả. Rốt cuộc có thông báo chính thức hay không? Chị ấy nói với tôi cũng sợ thêm loạn. Cô ấy chưa nói với cô sao? Chưa. Anh nói đi. Không lẽ tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử? Chị ấy nói không biết quy định mới chỉ có hiệu lực với giới lãnh đạo cấp cao, cho nên đi tìm Mary giành được ở lại. Cô nói chuyện này ư? Thế anh nói chuyện gì? À không không, không có gì. Cô đọc sách tiếp đi. Cà phê. Có việc gì vậy? Vô cớ tỏ vẻ ân cần. Tôi nghe nói cô điều Diệp Tiểu Bạch đi sang bộ phận hành chính. Anh muốn gì? Không có gì. Chúng tôi thiếu người. Tổ của cô lại đông. Cho tôi người đi. Anh mời được vị tôn đại thánh nào thì mời. Tôi mặc kệ. Vậy cảm ơn nhé. Cạn ly không? Xem ra họ vẫn chưa biết Quản Nhất Hạc đã sang sự nghiệp trái cây. Mình phải nắm bắt cơ hội này thôi. Cậu muốn Diệp Tiểu Bạch ư? Tổ hai các cậu thiếu người sao? Hay là tôi bảo bên nhân sự săn đầu người, tìm cho cậu mấy tinh binh, tướng mạnh tới nhé. Không cần đâu. Chúng ta tiết kiệm chút chi phí đi. Tôi cảm thấy Diệp Tiểu Bạch cũng được. Anh xem cô ấy vừa sinh con xong, chẳng phải vội quay lại hay sao? Tôi nghe nói Mary và cô ấy không hợp nhau, nên tôi lấy dùng thôi. Dù gì trước đây cũng đã từng hợp tác, cũng coi như đồng nghiệp cũ, người quen dễ làm việc. Đây có vẻ không phải phong cách làm việc trước đây của cậu. Trước kia cậu dẫn dắt hai người mới có thể làm ra trò. Bây giờ cậu cần Diệp Tiểu Bạch. Chắc cậu thấy được lợi ích gì à?
Anh đúng là đánh giá cao tôi quá. Diệp Tiểu Bạch thì có thể đem lại lợi ích gì cho tôi chứ? Tự thân cô ta còn khó giữ, công ty không phải đang nghiên cứu tránh để người thân cùng một tổ sao? Tôi đây cũng là nghĩ cho đại cục. Tôi thấy Tiểu Bạch dù gì cũng là được đào tạo từ Phong Thịnh, mà trước đây đúng là cũng có một chút năng lực. Anh xem Mary không dùng, chi bằng đưa tôi dùng. Được. Nếu cậu đã kiên trì đòi người, cậu nói với bên nhân sự một tiếng, tôi đã đồng ý rồi. Cậu nói với Mary một tiếng, tôi cũng sẽ nói trước. Cậu cũng nên bàn trước với Mary. Nếu xảy ra điều gì không hay, tôi sẽ không tìm cô ta, chỉ tìm cậu thôi đấy. Cái này anh yên tâm. Cảm ơn sếp thôi. Vậy tôi đi trước nhé. Đi đi. Alo, sếp Quảng. Em vừa cùng Lưu Hạ xem 5 tòa nhà cho chi nhánh Thâm Quyến của sự nghiệp trái cây. Lát nữa em sẽ gửi báo giá mấy tòa đó cho anh. Gửi báo giá cho tôi. Đừng có sai sót gì. Tôi xem một chút. Được rồi. Được rồi. Anh xem một chút báo giá đi. Cậu khẳng định đây là báo giá mới nhất à? Đây chính là tiểu khu trước mặt. Được được. Em biết rồi. Lát nữa chúng ta có thể đi xem một chút, không vấn đề gì là được. Sao hả? Sếp Quản có chỉ thị gì thế? Anh qua đây. Sao vậy? Anh họ anh mắng em. Anh ấy nói lần này anh ấy sang sự nghiệp trái cây là bí mật kinh doanh, không thể để bên ngoài biết. Đến vợ anh ấy mà anh ấy còn không nói, vậy mà em lại nói với anh. Không sao đâu, bí mật này mục nát trong bụng anh rồi, anh không nói. Chắc cũng không đến nỗi nghiêm trọng tới thế. Cứ giữ bí mật một thời gian đã, chờ đi vào quỹ đạo thì mới có thể công bố. Chủ yếu là do em quá ấu trĩ. Em nào biết bên thương trường phải quanh quanh co co như vậy. Em cũng không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Không sao đâu. Tôi nghe nói Mary muốn điều Vương Nguyệt Nguyệt đi. Cô có biết việc này không? Nói là mới có quy định. Nhưng tôi thấy ít nhiều có liên quan đến Diệp Tiểu Bạch. Cô xem, kể từ khi cô ta tới Phong Thịnh, đã cũng xảy ra bao nhiêu chuyện. Khó khăn lắm mới được làm chính thức. Lại thích bạn trai cũ của cấp trên. Vì giữ công việc mà còn suýt sẩy thai. Nhưng càng thảm hơn là Vương Nguyệt Nguyệt. Chả làm gì tự dưng bị cuốn vào chuyện này. Còn không phải sao? Vương Nguyệt Nguyệt bận tới bận lui cho dự án Hâm Hà. Mọi người đều rất thích cô ấy. Tôi nghe nói cô ấy vì chuyện của chị mình còn to gan đến chỗ Mary nói không ít lời tốt đẹp. Cho nên tôi thấy, mặc dù Tiểu Bạch chẳng làm gì sai, nhưng Nguyệt Nguyệt thì lại càng vô tội. Cũng phải, hai chị em này số phận cũng thật trắc trở. Công ty đầu tư Phong Thịnh. Đơn xin điều chuyển. Tới tiền tệ có biểu hiện rất tích cực với lần tái huy động vốn của sự nghiệp trái cây. Đúng vậy, trước đây những bên đầu tư này mặc dù là bên B, nhưng có ai không phải là bên A của chúng ta, vừa xin vừa dỗ đâu. Giờ thì hay rồi, ngược lại bắt đầu chủ động tiếp cận bên A chúng ta. Gần đây thị trường đóng băng, mặc dù có dấu hiệu ấm lại, nhưng các bên đầu tư vẫn cần con đường ổn thỏa, lần lượt giảm bớt luồng đầu tư. Đúng, vừa hay sự nghiệp trái cây phù hợp với yêu cầu của họ. Đúng thế. Còn có một việc tôi quên chưa báo cáo với anh. Cao Sơn bên Phong Thịnh đã liên hệ với tôi. Vậy sao? Tôi thấy lần này anh ta có vẻ rất hứng thú. Khách quan mà nói, Phong Thịnh đúng là rất tốt. Nhưng chúng ta tiếp xúc với bên hội ngân, thì chúng ta cứ nghe họ quyết định thế nào rồi nói. Được, tôi hiểu rồi. Được rồi, hôm nay thế này đã. Chúng ta gọi điện liên lạc sau nhé. Được, thế tôi đi trước nhé. Tôi không đồng ý. Diệp Tiểu Bạch là người của tôi. Bây giờ cô ấy làm ở chỗ tôi không tệ. Sếp Cao, sao cứ đòi lấy người của tôi thế? Không hay lắm nhỉ? Người ta cũng đã chủ động xin sang phòng hành chính rồi. Chi bằng cho tôi đi. Hơn nữa bây giờ tôi cũng nghe nói phòng nhân sự đã sửa đổi quy định tách người thân cùng một tổ. Cô cũng không thể giữ cả chị lẫn em được. Được rồi, việc này tôi đề nghị cứ thế mà làm. Mary, vừa rồi cô đã nói với tôi, bên công nghiệp nặng Hâm Hà chỉ thiếu một bản công bố thôi đúng không? Đúng vậy. Đã gửi mail trước, quên gửi cho anh một bản rồi.
Cô đã không chịu buông Diệp Tiểu Bạch. Vậy thì đưa Vương Nguyệt Nguyệt cho Cao Sơn vậy.